Vâng, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh âm thanh của công ty DX Audio. Hôm nay công ty chúng tôi sẽ giới thiệu với tới các bạn một dòng mẫu súp mới, một mẫu súp với 3 bát súp đường kính 18 inch. Là một dòng được công ty chúng tôi nhập khẩu nguyên con về. Với dòng súp này thì vỏ lớp sơn bề ngoài là một lớp sơn nhám chống trời. Đó, lớp sơn nhìn rất đẹp. Các quay sách được làm bằng nhựa đúc rất chắc chắn và thiết kế tới 4 tay cho các bạn có thể khênh được ở các tư thế khác nhau. Về công suất của dòng súp này thì mã của nó là V10S318 với công suất cực đại lên tới 2700W và độ nhạy decibel rất là cao lên tới 137 decibel. Và con súp này đáp ứng được giải tần là từ 35Hz cho tới 150Hz. Đó, các bạn có thể nhìn qua với dòng súp 3 bát này nhưng vẫn được thiết kế về 4 ôm để anh em có thể lựa chọn dòng men có công suất lớn là vẫn đánh được con này rất là ok. Đấy, các bạn thể chiêm ngưỡng ạ. Tôi xin nhắc lại là dòng súp này là dòng súp công ty DX nhập khẩu và phân phối độc quyền nhé. Sau đây tôi sẽ mở một bản nhạc để cho các bạn cùng nghe thử cái tiếng của dòng súp mới này của chúng tôi. Công suất Perico mã MK2. Với cái dòng súp này thì không kén men nha các bạn nhé. Tại vì là độ nhạy của nó càng cao thì công suất nó sử dụng là không đáng bao nhiêu. Thêm thông tin chi tiết
về sản phẩm mới của công ty đấy. Các bạn vui lòng truy cập vào trang web của công ty chúng tôi để tìm hiểu thêm nhé. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. We had the song TV.